Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng trong thời gian tới vẫn luôn được các bạn theo dõi và cổ vũ mình ra các video tiếp theo để hướng dẫn cũng như luyện tập của các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau luyện tập ca khúc Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời của Triết Phạm, và với sự trình bày của Eric là một ca khúc khá thành công của Eric trong thời gian vừa rồi. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Xin cho ta chút thôi, căng lên chút thôi, to
chút chút nhưng mà chưa thôi, bắt đầu thôi. Ép lại và nhỏ lại nha. Xin chờ ta chút thôi, đi luôn. Khá liền đến chữ hẹn hò thì mình nên đứng ngắn nhá. Bình minh đến đón anh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Ép lại và hát nhỏ lại thôi, lại lần nữa chỗ này này, chỗ này khó. Vì tình yêu vỡ bao chuyện qua, vì tình yêu ta trao người hết xin. À, chỗ đấy chữ hết thì sau chữ xin à hết thì mình sẽ lấy hơi trước chữ xin nhá. Vì tình yêu ta trao người hết xin, người đừng khiến tim này mong nhớ, hãy hứa sẽ mãi bên ta. Chỗ đấy mình hát hơi cao, để mình hát nhỏ lại thế này. Vì tình yêu ta trao người bao chuyện qua, vì tình yêu ta trao người hết xin, người đừng khiến tim này mong nhớ. Đấy thì vừa nãy mình hát to, bây giờ mình hát nhỏ thì các bạn thể chọn hai cách hát này nhá. Nhớ hãy hứa sẽ mãi bên ta, hãy hứa sẽ mãi bên ta. Hai cách hát các bạn có thể lựa chọn nha. Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói, nụ cười người phải bao nhiêu buồn vui. Chưa muốn nắng vẫn là cái cách mix voice nhẹ lại nhá. Cách hát này rất là vất vả, rất là khó, khó gấp khoảng 4-5 lần so với mình hát to. Lại đây. Các bạn chú ý nhé. Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói nụ cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim bạn cả tiếng mà những khúc ca cho tình nhân, làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người. Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người, đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Chút rồi thì hơi buồn một chút, mình làm lại cả cái khổ hai nhá. Các bạn chú ý và đoạn nào mà các bạn chưa rõ thì các bạn có thể dừng lại để các bạn nghe để được kỹ hơn. Ngày vẫn thế này. Lần này thì mình hát nhỏ, có những chỗ nhỏ thường là nhỏ hơn, nhưng mà tí lần nữa quay lại thì mình sẽ hát to hơn nhá. Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói, nụ cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Tình nhân làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây hôm nay người. Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Ok, lần này thì chúng ta hát nhỏ như vậy nhá. Lần hai quay lại của Eric như thế này, của từ khổ hai luôn.
thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng quá, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta. Chờ giữa con phố, chờ giữa con xa ven đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin cho ta nhỏ nhưng mà nó sẽ tổng thể nó sẽ lớn hơn cái đoạn đầu tiên mình hát nhé. Xin cho ta chúng tôi chỗ thôi, bình minh đến đón anh nắng sớm, mình hẹn hò chỗ thân quen ngày xưa, mà mưa xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua, vì tình yêu ta trao. Và nếu chỗ nào mà mình chưa hát chưa đúng thì các bạn hết sức thông cảm. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào.